Dạ em đây, hello anh Trần. Đi sai gì không? À, em vừa gọi bên đoàn múa xin và chị. Không phải em đi thừa đâu, tại anh Khang đi á. Này anh Khang đưa mà em đi. Gì mà gâu gâu, ông cuối cùng cũng chịu lên tiếng hả? Không em bình thường rồi, đã một chút. Lâu ngày mà chẳng có nhìn sai sai nhỉ? I love you. Bếp Khang đúng không ạ? Tâm trạng đỡ hơn nhiều. Em vừa về nhà tắm rửa, ăn uống xong rồi đi lên đây. Sâu? Ô, mắc người không sâu được. Em bình thường rồi. Nhá, bình thường rồi. Kiểu ngoài không biết bao nhiêu giai đoạn tâm trạng ấy. Hello Duy. Gì mà ẳng ẳng nữa. Mà nãy em có lên trễ không nhỉ? Em lên đúng số 5 mà đúng không? Không lên trễ đâu đúng không? Cái tóc mái thì không ai tin được. Kiểu em thấy chào Doraemon. Nhạc bên hàng xóm á, đâu phải nhạc mình đâu. Nhạc mình còn chưa mở. Một đêm ra đảo. Mắc hay cấm vậy hả? Ồ, hoa cấm trái à? Mèo anh biết ai hả đúng không? Anh biết là ai hả? Kệ đi trời, đâu em thấy đâu vấn đề đâu. Đâu vấn đề đâu. Thảo đi về trước á. Chị đợi em một tí nha. Người lịch á? Mai nhắc em đi. Mai nhắc em. Hello Huy. We'll be right back.
giờ đây đã tình yêu ta nay còn đâu, chỉ còn vết thương quá sâu. Có phải điều tôi giờ đây cũng chết? Người yêu thương tôi nhiều như sao, người ra đi chốn cao quá chẳng đến thương gì. Người nói yêu thương tôi nhiều như sao, người quên đi lời đã hứa sẽ bên tôi suốt đời. Người nói yêu tôi khi mà đôi tay dễ uống xuôi và con tim đã có một người. Người nói yêu tôi có chẳng tin đâu vì lời yêu thương. Chẳng ra do can không phải dây. Làm sao mà có ai trắng mình như này? Để em tí em đi lấy nước uống. Em đẹp nhất City Talk. Em đẹp nhất City Talk. Em muốn tao mà. Thế ai hả? Ừ, tạm biệt. Chơi ác thật. VIP 8 không đi, đi VIP 2. Ủa ai à? Anh biết ai rồi à? Ghê thật. Em biết không? VIP 8 à? Trời cảm xúc tìm về mới mong sống. Để nó buồn thôi bán với màn đêm sướng trên khóe miên. Ngày mai thôi ngừng động chỉ một lần thôi. Cho sự yếu đuối hôm nay thôi đợi mong. Người lạ ơi, người đến buồn anh tâm hồn đến thuốc. Gì mà tính của em, đâu phải lấy quà cho một mình em. Gả vào đúng lúc mất.
và đúng bài ghê á. Ai chọc em á? Người em không biết thì làm sao mà anh làm gì được. Ngày dài mở lòng bao dung mình tất cả thương cảm dù biết chẳng thể cùng đi hết ngày mai. Cứ nhẹ nhàng bình yên như mây trôi, cảm xúc không cần phải nghe lối, lắng nghe thật khẽ có lòng tôi một người. Em thấy cái tóc mái nó có thế nào ấy, chẳng nhẽ thảo mái ra bây giờ. Lá nào thế là sao? Lá em không tha thứ được á? Thì là tương phách á. Người lạ ơi chào phải được không? Chào Hồ Bình Bình. Và nếu mà là kiểu em không nghĩ là kiểu một quen đâu. Vậy mà chẳng có ai hiểu. Thứ tôi mong mỏi không để ý gì anh. Chỉ đơn giản là tình yêu. Bỏ máy không? Vừa mới tẽ đôi nó ra để cặp cái mái này vào luôn á. Chào Ngọc Ánh, chào Vi Hoàng. Đúng. Chào Giọt Sáu. Bên đấy idol có xinh như em không? Đúng không? Idol nghe anh nói câu này xong rồi kiểu khéo lại thành trào lưu cắt mày ngủ bây giờ. Không. Ủa trước anh không khen em xinh được hả? Thế em cũng xinh mà. Đúng không mọi người? Xinh mà. Nghe bài gì nào? Hát không? Ai muốn nghe hát không? Anh sẽ bảo qua tham khảo em trước khi cắt hả? Ừ. Anh sẽ gửi hình chứ em sẽ không cho nhìn trực tiếp đâu. Đâu phải ai cũng được nhìn tận mắt chứng kiến đâu. Đấy, thấy chưa? Xinh mà. Mặc dù hôm nay nhìn kiểu gì cũng thấy nó sai sai. Nhưng mà thôi cứ tự nhận xinh chứ đã. Này, tóc này, nó cứ thế nào ạ? Chả biết làm nào. Bục tạ nó lên tại vì lên sâu trễ vội rồi. Anh là ạc idol đấy anh. Đây là ạc khác. Lên ghế đi. Ghế không lên phải đặt đó có ghế. Bộ mặc định em sâu là có ghế hả? Chọn con tim hay là nghe lý trí, chọn yêu.
đi. Có ai rủ được em đi uống nước không á? Không ai rủ chứ không phải là rủ được hay không. Tâm sự thì tâm sự riêng sau đi rồi thì nó sẽ khác.
Anh Sơn bữa nay cũng đòi tâm sự á. Gì mà gà cướp em, trời ơi. Gà đang ăn bã. Em không thấy nãy gà bảo hả? Cảm ơn Thiên. Chào Yuki. Vãi cả của tốt dùm chung. Thế đâu đây hả? Đâu đây hả? Cảm ơn Thiên. Gà liên tục bị đá ghế. Lâu lâu nhìn vui phết. Nhưng ta chẳng cố giữ. Ai dùng chung được. Đúng, anh gà thả thính. À, mẹ lại phải chia sẻ cho bạn bè. Ngày hôm nay á, sáng là 3 sâu đúng không? Chiều 1 sâu là 4. Giờ 1 sâu là 5. Lát 2-3 giờ 1 sâu là 6. Hết rồi. Không giờ 1 sâu là 7. Người lại ơi, xin cho em mượn chục đô. Gì mượn có chục đô á? Chục đô em cho mượn này, mắc gì phải mượn gà. Mượn người lạ. Mượn người quen này. Chắc chết hả? Không, hôm nay kiểu cuối tuần idol rủ nhau bỏ sâu hay sao ấy. Hoặc là tại hôm qua đi quẩy vui quá, thế là bữa nay off hết sâu. Anh Tòng bữa nay vẫn ở Sài Gòn. Ơi hôm nay em 6 sâu, tính ra là 7 á. Giờ lên công ty có ai lên chơi không thì gì mà. Yêu nè. Yêu nè. Ngồi cuối khó chịu ai. I love you. Không nghe không thích hoa hồng. Đúng rồi. I love you. Đấy. Miễn không phải là gạch. Hồi chiều chọi gạch hơi đau nhá. Chưa bắt đền. Oh. Lê Đại Hành. Ra lên ghế một, lấy một nhẹ nhàng mà. Trời. Vậy. Em đang để âm nhá. Đang không có tắt tiếng nữa. Ôi giời, em bảo miễn không có gì là anh lên cái đấy hả? Mắc thế. Lên tích số 4 với số 7 đâu ra vậy? Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Ơ sao không có quà nào nó nói Happy New Year ấy? Em đề nghị nên cập nhật quà nói Happy New Year. Anh định test hiệu ứng cho em đúng không? Test đi. Sắp có thật hả? Trời, ý kiến của mình quá hay. Gì rủ nhau đi coi phim ở Vincom luôn kìa. Sao không thể tin được. Ai đi coi phim không? Em rủ. Trong mai đổi avatar con mèo hả? Ừ, hợp lý. Không để con cua cũng được anh. Thật ra em cung con cua. Kìa, nhà năm nay có ra event đua quà không? Ông mới đua quà gì? Thôi đừng ra.
không tham gia được quê nữa. Anh bay ra đi với em ạ. Chuyện tình yêu này đã chờ cột mà tiếc chỉ một lời. Để kiếm phim nhá. Kiếm phim mà xem có khung giờ nào rồi em báo anh nhá. Ừ, lâu lắm mà không có event đua quà luôn ấy. Ừ, không nhớ rồi, hình như cũng phải cả năm rồi. À không, cả năm thì lâu quá. Từ cái đợt event couple. Từ cái đợt event couple. Hẳn là phim 18 cộng. Bây giờ đi xem phim người ta toàn bắt trên 18 tuổi mới được xem á. Còn nếu mà dưới 18 tuổi chỉ có phim thiếu nhi, phim hoạt hình thôi. Lúc nào em đi xem phim để bắt chừng giấy chứng minh nhân dân kiểu trên 18 tuổi mới được vào coi. Hay lòng dưới lòng lắm hả? À anh thích hoạt hình hả? À? Ok. Độ này có phim hoạt hình không? Em là kiểu cực kỳ ít đi xem phim. Đúng không? Cái em nhớ cái event cuối cùng, cũng là cái event cuối cùng, event cuối cùng em tham gia và là cái event cuối cùng của top mà em nhớ được là event couple. Lần đấy mình cũng được vô top 20 chứ đùa. Đi xem phim Vincom chứ hả? Em mà đi thường đi gần gần thôi, không có ra tận Vincom, hơi xa. Em chỉ đi ở chỗ khu cổ giấy, chỗ IPH á. Từ chỗ em ra Vincom khá là xa. Vincom Bà Triệu ấy, xa. Xa lắc. Em gần chỗ cổ giấy hơn. Chỉ đi ở đấy thôi. Gần, cũng gần. Ra vườn thú chơi ấy. Trang ơi, Trang nào, ai là Trang? Ở đây ai là Trang? Ở đây đâu có ai là Trang. Trời, bên kia có cần phải mở loa to không? Đúng không? Chỉ là karaoke thôi mà. Đấy, giờ em chỉ ước có người dẹp cái quán karaoke bên cạnh đi, cho em sâu được bình yên. À, dù em à, mai đi vườn thú không à? Không. Ơi, hello Phiêu Du. Đấy, bữa nay gọi chị Linh Mèo luôn á. Dù em đi đạp vịt á, thôi bỏ em. Đừng đi vườn thú á, tại sao? Xem được chào không vậy hả? Bạn cứ chào bây giờ sẽ có người chào lại à? Chào ai là người đấy sẽ chào lại. Đấy, dù mình là có cái luật như vậy. Không chào là không ai chào đâu. Người lại ơi cho anh mượn bờ vai được không? Không. Mà đúng cái bài kỳ thật. Đã lạ rồi còn cho mượn. Ai cho mượn? Người lại cứ kích đều á. Người ta vào đó luôn đấy. Bộ anh để cho người ta bắt em dễ dàng như vậy hả? Không, đến người quen người ta bảo còn có câu của mượn là mất. Huống chi là người lạ. Mèo hoang là bắt hết á? Không, nhưng người ta không bắt vào vườn thú đâu. Mèo hoang không bắt vào vườn thú. Mà em không phải mèo hoang, em là mèo nhà. Đúng, ba mẹ dạy không nên tin người lạ. Em tưởng hả? Ba mẹ dạy là không được tin bố con thằng nào hết. Đấy mới là câu chính xác chứ. Em thích ra Hồ Tây ăn bánh phồng tôm không hả? Không, bánh phồng tôm. Thích em à?
nên Linh hãy lơ người lại đi. Cho em những ngày hạnh phúc. Hãy lên Hồ Tây ăn bánh. Em thích sang Hàn ăn sớm không? Không. Bên em không bao giờ xa. Thật là không thể tin được sắp toàn dụ dỗ idol đi ăn vậy. Không thì là không. Không thích là không thích. Mắc gì. Không thích cũng phải cần lý do à? Không, em sẽ tự giảm cân theo cách của em. Không cần ai giúp đỡ hết. Đúng, toàn gạ thôi. Đạp vịt Hồ Tây thích lắm. Em đạp rồi. Gớm, chả có gì mà thích cả. Trở lại ngay đạp vịt đã thấy chưa? À mà đạp vịt cho nóng người. Anh chả biết gì cả. Anh đừng cân đối nhà túi huyết áp à? Kệ chứ, em không cần kiểu như vậy. Em thích tự lực cánh sinh. Việc nó có tội tình gì mà bạn đào đó hết chưa? Những con người kiểu không có nhân tính. Đến con vịt mà cũng rủ nhau đi đạp nữa. Không biết thương yêu động vật. Thôi, mắc đừng dối lòng Linh. Dành cho em những ngày hạnh phúc. Xong kiểu em suy nghĩ lại. Đấy, cứ thấy Linh hiền bắt nạt. Đừng bắt nạt Linh. Gà bảo kê ạ. Cho lại một câu. Cái gì mà em Linh là của ta rồi nhé? Đâu ra vậy anh? Đúng không? Anh tiến về mà không ra Hà Nội, không gửi đồ về rồi. Ý anh bảo là, anh bảo là son của em không về chứ gì? Gò chín nhà gà chín cựa rồi cạnh tranh nhé. Ghê không, ghê không, ghê không, ghê không. Ủa sao có hai món nhỉ? Ủa vậy kiểu, kiểu có hai chát hả? Ủa à, chưa về chứ không phải không về. Không sao, em đợi được. Ở bên đó có bán không? Anh gửi cho mà mua. Chắc chắn là có bán rồi. Để xem xét lại đã. Sao gì kìa? Gà mua dùng cho San Su màu 570. Khao bạn trai. Em sẽ dùng tiền đấy đi khao gà. Còn gà mua son cho em được chưa? Hợp lý chưa? Đấy. Có luôn. Thì luôn á. Gà dành mỹ phẩm cục. Thế cái quái thì cũng biết. Hôm nọ ngồi kể là đống. Cái gì cũng biết, nguy hiểm lắm. Tạo số tài khoản lên mạng chuyển cho ít tiền hả? Idol của anh gà toàn bán mỹ phẩm á, thật á? Hơi giống màu Flame đúng rồi. Và cả màu Lady Angel của MAC mà. Đại loại là em đang muốn so sánh các sắc đỏ cam của mấy loại son mà em thích. Su em chưa dùng đâu, nhưng mà thấy bản chất Su dùng khá là thích, nên cũng muốn thử cho biết.
tại thì đúng là đang dùng hai màu đỏ cam của Tom Ford với cả Mark. Đây là thỏi Tom Ford. Khác nhau gì ta? Rồi sao cũng chơi khác nhau vậy? Thật ra là màu son thì Mark nó thiên đỏ nhiều hơn Tom Ford. Với cả nhưng thì Mark nó đánh đỡ bị, Mark đánh lên chất môi thích hơn Tom Ford luôn á. Mọi người thấy không? Mà thôi soi qua cái cam thì soi làm gì ta? Để đi. Bên Hàn mua mỹ phẩm ngại lắm á, sao ngại? Không, tôi nhưng mà tôi vóc nó không lì bằng. Sao giờ, đã sao giờ em miệng thế sâu á. Có bà chị về thì mất à, còn lại quanh đây toàn trai. Mà đây lại là tôm vóc thì có thỏi rồi. Em mới dùng mỗi màu này. Nhưng mà thấy đây lại là dù bất kỳ son nào thì có khi là mỗi màu son chất son nó cũng khác rồi, vì đôi khi cái chất tạo màu nó làm thay đổi chất son rất là nhiều, thế nên là không phải là cứ cùng một loại son là chất son tất cả đều y như nhau. Thật ra là con gái nó không quan tâm cái đấy lắm đâu. Đẹp là trên hết á, thích là được. Son cái gì hả? Đang tư vấn son để gà mua tặng gái. À, rồi hiểu, hiểu. Ai cũng hiểu đúng không? Nữa mất hơn nửa tiếng hả? Không sao đâu. Ờ, nhắc đến ăn mà lại anh quan tâm là hiểu rồi á. Vâng. Buổi tối vui vẻ nha em cảm ơn. Từ khi anh biết yêu em lần đầu, là nỗi nhớ anh sẽ trong yêu thương, là tình yêu trôi sâu trong trái tim. Em chỉ hơi kiểu nhạy bén tí thôi. Thế mà mua cho em đôi giày fake. Thật ra là em toàn đi giày fake mà gì đâu. Việt Nam toàn giày fake lấy đâu ra giày xịn. Với lại không có tiền mua giày xịn, đi giày fake thôi. À được cả gái thông minh hả? Mà cũng không hẳn là đi giày fake. Em đi giày Trung Quốc à? Đi. Anh gà tặng lại, tặng cái. Đấy thì chưa sao phải fake đúng rồi. Không mà tặng giày sao lại tặng cái? Tặng giày là phải tặng một đôi chứ. Không phải tùy hãng, tùy loại nữa chứ không phải là có bao nhiêu đâu. Em xin anh 95. À ghê không, Linh thích là được. Đâu ra anh cần gà. Cái đấy người ta gọi là huy hiệu. Gà, anh thấy cái hiệu mèo luôn đi cho em. Hello đừng tăng. Hình như là chưa có hiệu mèo đâu. Đấy, em ăn gì hả? Hôm nay em ăn cơm á. Thấy giỏi không? Sao nhìn trông Linh giống Linh Ngọc Đàm thế á? Đâu có giống. Không hề giống. Anh làm cái hiệu mèo đi. Mèo có đăng ký huy hiệu rồi mà. Em cũng đăng ký huy hiệu rồi nhưng mà mãi chưa thấy có huy hiệu. Bây giờ nhờ thiết kế huy hiệu riêng cho nó độc. Giống cách nói chuyện á. Cái này không biết nha. Thật là em gái Linh Ngọc Đàm, Linh Ngọc Đàm còn kém tuổi em á. Không, bình thường em không ăn cơm, em ít khi ăn cơm lắm. Gì mà có người yêu cho em, hỏi chứ hả? Hôm qua vừa gặp Mèo, hôm Mèo vào Sài Gòn, hôm qua Mèo cũng đi ở
mèo đi nhận giải. Chồng em cũng có giải mà em không được đi nhận giải. Ô thế mình không đi nhận giải được thì mình thi giải của mình làm nào nhỉ? Làm nào nhỉ? Ngủ xuống nhỉ? À không được mời và sợ quê, trời ơi, trường khoảng á. Ôi, chưa thấy anh Tòng hỏi gì mình cả. Chết, bị quỵt giải rồi. Tôi nhắn tin đòi giải. Đúng, phải đòi chứ. Học nhiều mèo cầm về cho hả? Có khả năng. Cầm mèo, nhờ mèo cầm về cũng được, để em nhờ mèo mua đồ ăn cho em luôn. Chào Hải Đinh, em ở Hà Nội. Ôm sâu á? Không, sâu công ty đâu dễ ôm vậy đâu. Giờ em còn đang mong idol lên. Idol mà lên giờ ọp luôn. Ôi, em nhờ mua đồ ăn mà. Nhờ hiểu không? Này là em gửi mua đồ ăn. Mấy khi thì nhớ đồ ăn Sài Gòn lắm. Mà không có làm thế nào để ăn được. Ngoài Bắc cũng có, mà có thì nó cũng không ngon. Em còn một show 2-3 giờ nữa. Một show 2-3 giờ, một show 0 giờ. Chính xác là vậy ạ. Chẳng đi sắp hết dâu thôi. Có gì đâu. Lịch 999 thì chưa có. Sao lại đám chấm thế? Không coi được à? Đi ngủ hả? Vâng, biết mà. Lạnh lắm không hả? Cũng hơi hơi. Có mái thì em sẽ cố gắng. Thôi để dành mái ngày mai đi. Cho mai cho coi mái. Hy vọng là chưa có lịch sâu thì đến 9, không biết lịch ngày mai như thế nào nữa. Thứ hai, thứ ba anh gửi vào link nhờ anh Gà mua. Gửi vào gì á? Ok, hứa. Nếu mai mà sâu sớm quá em không kịp vuốt lại cái mái cho nó đều thì chiều sẽ có mái, ok. Chắc chắn là mai sẽ có một show để mái được chưa? Em xinh quá à. Em cảm ơn số tài khoản. À, là anh gửi vào số tài khoản em hay gửi vào số tài khoản anh Gà? Mà anh có số tài khoản em rồi mà. Room này nhiều áo vàng hả? Thế này là còn ít á. Hả là chuẩn bị sẵn đồ nghề của em cho mình. Bộ anh sợ lần cuối được nhìn thấy cái mái à? Quay lại để về sau nữa không thấy thì lôi ra coi à? Đúng luôn, vậy luôn. Ô thì đây là ít mà, đâu nhiều lắm đâu. Có lần á, nguyên dù mà treo nguyên già nó vàng kín mít á. Vâng, lúc nào cũng thông minh. Em chỉ nghĩ theo hướng đơn giản nhất thôi. Thế mà toàn đúng à? Nên cả là cái việc mèo đi xếp hàng đi mèo. À xếp hàng đi thỏ. Em trước. Mèo trước. Bây giờ phải cạnh tranh nhé. Tôi có hình mái của Linh này. Cái mái lúc mới cắt nhìn ngộ. À chắc tại anh đơn giản. Hy vọng là anh đơn giản.
Nếu anh đơn giản thì chắc chắn là em sẽ luôn hiểu đúng á. Người khác thì em không biết. Đúng rồi, 21 giờ thì nhìn gì lại xấu được không? Không phải em. Chắc chắn không phải em. Có ai đồ nhận rồi. Ôi trời, ngồi đọc không dám xin đúng không? Nhìn thông báo tin nhắn mà chạy lòng quá. Huy hiệu 80 phong vừa nhập tên còn chờ đợt update nữa. Có phải update mới có huy hiệu á? Áo vàng là áo quản trị viên, nghĩa là người có quyền cấm chat rồi ban member kiểu thế. Không phải VIP. Em đâu có VIP đâu, vẫn có áo vàng này. Tại vì em là idol. Quả ẩn đi là sao? Quản trị viên đông thế này thằng nào láo chết trong khẩu. Toàn quản trị viên treo làm màu ấy, đâu có tác dụng gì đâu. Idol vẫn bị bắt nạt như thường á. Ngồi nhún cho đỡ lạnh, em thấy hơi lạnh rồi. Mình sẽ ngồi nốt 6 phút rồi mặc áo xong. Em đẹp nhất CC Talk. Em đẹp nhất CC Talk. Trong em đừng tới để giữ lấy phút giây ấm êm này ấy. Bởi tình yêu trong em là vậy, chúc mừng mơ ngây ngô đêm hoa quyện vào mây, để mong anh là gió để được nhận và cho đi chân thành bé nhỏ để không quên bao ngày. Ủa đứa nào nghe khen không khoái đứa nào? Ôi cái môi của tôi. Kệ đi, gà muốn lên là gà tự lên mà. Chả qua là không muốn lên thôi. Anh đâu cần phải như vậy đâu buồn. Vậy số tính. Kiểu như là bây giờ tự ao hay là để anh giúp em ao, đúng không? Không hay tin được. Bài này Mana Châu thật ngồi không thấy lạnh à, không, hơi bắt đầu sởn gai ốc rồi. Ai muốn tự tay giành ghế một hả? Vâng, ai chỉ cần một cái click thôi à. Đấy, tự giác. Không phải tin được, sao anh yếu? Anh ấy kiểu yếu tim vậy bụi. Bằng cách bé này vì hết thế nào trên anh. Không nên làm vậy. Nhỏ. Tội nghiệp em. Tội nghiệp những bạn trên anh nữa. Cạnh tranh công bằng, đúng. Chính xác. Xem mấy gà bao nhiêu đã. 1.900. Không đủ gà rồi. Thôi, không vào.
ai cũng sexy lady. Nhìn đằng xa thật tăng dành những màu sắc sau tối. Ờ, không thấy ảnh gà thật đúng. Anh cũng đang kiểu hoang mang không biết trông gà như thế nào. Ờ, à ra đổi tên. Tên nhớ cần lên lên ôn lên mới chịu chứ. Nhưng mà thỏ biết gà như nào mà đúng không? Chỉ muốn giữ anh mình bên nhau. Gặp gà rồi chứ. Không biết luôn á. Chưa gặp á. Có bia đâu hả? Ôi trời ơi, anh ấy chỉ biết câm nín. Đúng không? Tội nghiệp. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ. Google có chữ gà là ra. Em chín rồi. Tình nhớ càng đi lâu thì vết sống sẽ càng đậm sâu. Chạy rồi chạy rồi. Không tìm xin ai ai luôn, không cần tin được. Em chưa được nhìn hai hai xưa hay sâu em bao giờ. Không cho người ta xin, xấu tính đấy. Vớt cả lêu lên. Giỏi lắm. Ai đâu lên rồi hả? Các bạn mọi người nha.